Hello, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Trịnh Phát và quay trở lại với chương trình Cà phê Trứng buổi sáng cùng với Man anh chị ha. Chương trình Cà phê Chứng khoán được phát sóng vào lúc 8 giờ mỗi buổi sáng sẽ đưa đến cho anh chị một cái góc nhìn tổng quan về thị trường, những cái kế hoạch, những cái hành động của anh chị nhà đầu tư trước khi chúng ta bước vào phiên giao dịch. Hy vọng rằng chương trình sẽ đem đến cho anh chị thật là nhiều những cái giá trị và giúp anh chị giao dịch một cách chủ động, hiệu quả hơn. Anh chị ha, chúc anh chị mình có một cái buổi sáng tràn đầy năng lượng và một cái ngày giao dịch thật là hiệu quả. Hy vọng rằng là anh chị mình sẽ ủng hộ cho chương trình Cà phê Chứng khoán buổi sáng cùng của Eman nhiều hơn, bằng cách là anh chị có thể ủng hộ cho Eman những lượt like, những cái trái tim màu tím anh chị có thể comment ở phần khung chat cũng như là ở dưới phần bình luận anh chị nha. Và đặc biệt anh chị nào chưa đăng ký kênh thì anh chị cố gắng là ủng hộ cho Eman và anh em MTV một lượt đăng ký kênh anh chị nha. Cảm ơn nhà mình rất là nhiều. Đó. Ok thì anh chị ngoài ra thì anh chị có cổ phiếu nào quan tâm thì anh chị có thể để lại ở phần bình luận anh chị nha. Đó thì Eman sẽ chia sẻ những cái góc nhìn và hỗ trợ anh chị những cái cổ phiếu mà anh chị đang quan tâm. Đó mọi người nha. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của video ngày hôm nay. Hôm nay thì gia đình có một chút việc cá nhân cho nên là em không livestream được, thì em có làm một cái video công chiếu gửi đến anh chị nha. Thì từ ngày mai chúng ta sẽ lại livestream bình thường thôi. Đó, anh chị nha. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi tổng quan về thị trường một chút anh chị nha. Đi nhanh thôi. Đó, rồi đi qua cái diễn biến của một vài cái thị trường lớn. Và sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận định thị trường gửi tới anh chị, và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ phân tích các cái cổ phiếu ở trong các nhóm ngành chính, từ đó sẽ đưa đến cho anh chị những cái cổ phiếu mà anh chị có thể quan tâm được anh chị nha. Đó, những cái cơ hội đầu tư mà anh chị có thể quan tâm được ở trong phiên ngày hôm nay thì hứa hẹn là sẽ có khá nhiều cổ phiếu nha, khá nhiều cổ phiếu để anh chị mình có thể quan tâm và tham gia đó. Rồi ok thì đầu tiên anh chị thấy là VN Index của chúng ta ở trong phiên ngày hôm qua thì giảm 6,26 điểm, đóng cửa mức là 1.284,41 điểm. Chúng ta chỉ có 146 mã tăng thôi và tới 301 mã giảm anh chị nha. VN30 thì cũng giảm 2,8 điểm, đóng cửa mức là 1.308,3 điểm. Chúng ta có 8 mã tăng thôi và 21 mã giảm. Thanh khoản ngày hôm qua của chúng ta thì cũng ở mức khá là cao, 25.420 tỷ anh chị nha. Thì đây cũng là một cái mức thanh khoản khá cao thôi, nó chưa phải là những cái thanh khoản gọi là đột biến. Tức là ngày hôm qua thì ở những thời điểm mà thị trường rung lắc, đúng không ạ, ở giữa buổi sáng và sang đến buổi chiều ngày hôm qua thì cái thanh khoản nó cũng không phải ở mức quá lớn mọi người nha, thanh khoản nó cũng không phải ở mức quá lớn. Và cơ bản thì VN-Index chúng ta đang đi trong biên đó, cho nên là gần như các nhà đầu tư cũng khá là ít hành động, đúng không ạ, khá là ít hành động. Ở trong các buổi livestream trước thì chúng ta cũng chia sẻ với nhau rằng là cái hiện tại thì VN-Index đang đi trong một biên sideways, đúng không ạ? Để mà thanh khoản nó cải thiện hoặc là thanh khoản nó có cái sự gia tăng đột biến thì nó sẽ phải có cái tín hiệu phá vỡ hai cái vùng sideways đấy. Và hiện tại thì nó chưa làm được cái việc đấy, cho nên là thanh khoản thì nó vẫn đang ở mức khá thấp thôi. Còn ngày hôm qua thì nó là một cái mức thanh khoản cao hơn bình thường nhưng mà chưa phải đến mức đột biến. Anh chị nha. Đó. Hôm qua thì anh chị thấy khối ngoại tiếp tục bán dòng rất mạnh nhỉ, bán tới 1.844 tỷ, bán rất mạnh, khối ngoại giai đoạn vừa rồi bán cực kỳ nhiều, chưa không biết là lý do gì và không biết họ lấy hàng ở đâu ra bán quá nhiều, đúng không ạ? Thì đấy là một cái tín hiệu nó không được quá tích cực cho thị trường, đúng không ạ? Rồi tiếp theo tự doanh thì ở đây thống kê mua dòng 58 tỷ nhưng mà trong đó thì 93 tỷ mua dòng chứ chỉ quỹ rồi, cho nên là vẫn là bán dòng thôi. Đó thì tính chung lại thì về cái tổ chức thì vẫn bán dòng anh nhá, tổ chức vẫn bán dòng, đặc biệt là khối ngoại, còn cá nhân đoạn vừa rồi vẫn mua dòng rất mạnh đó, cái khối cân thị trường đoạn vừa rồi là cá nhân đó anh chị nha. Chúng ta điểm qua một chút về các cái thị trường lớn anh chị nha. Dow Jones ngày hôm qua thì giảm 120 điểm chị nha, có sự rút chân đúng không ạ? Có một cái sự rút chân khá là lớn đấy, có cái thời điểm nó giảm xuống tận 38.000
400 đúng không ạ? 38.450. Nhưng mà sau đó rút chân lên được 38.747. Đó, đây, Dow Jones. Dow Jones này. Đó, tuy nhiên thì để mà tích cực nha anh chị nha, Dow Jones cần phải vượt lại được vùng 38.800 38.800 này. Đó, cần phải vượt lại vùng này và đặc biệt là cái vùng 39.000. Đấy, cần phải vượt lại được cái vùng này. Thì lúc đấy Dow Jones chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại cái nhịp mà tích lũy và bật tăng. Đó anh chị nha. Còn nếu không thì anh chị lưu ý là nó có thể nó sẽ test xuống cái vùng bên dưới này. Và đặc biệt là nếu ví dụ phá đáy nha. Phá đáy vùng 37.650. Đó, đây cái đáy này. Thì lúc đấy Dow Jones sẽ tương đối là nguy hiểm và tương đối rủi ro trong ngắn hạn. Anh chị nha, cho nên là chúng ta cũng sẽ cần phải theo dõi Dow Jones thật thật là chặt. Tất nhiên thì về cái xu hướng của Dow Jones hiện tại thì đang là một cái xu hướng tăng ở trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đều đang là một xu hướng tăng. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải thận trọng. Mọi người nha, mọi người hãy quan sát cái vùng 37.600 này. Đó. Rồi tiếp theo. Châu Âu đúng không ạ? Thì cũng giảm điểm thôi. Đó, cũng giảm điểm nha. Nhưng tuy nhiên giảm điểm nó cũng khá là nhẹ nhàng thôi, cũng không 0,98% thôi. Châu Á Hang Seng giảm đúng không ạ? Nikkei thì tăng nhẹ. Về cơ bản thì các thị trường lớn nó cũng không biến động nhiều anh chị nha. Về cơ bản thì các thị trường lớn nó không biến động nhiều. Đó, chúng ta xem qua về đây y một chút nha. DXY DXY thì vẫn đang tiếp tục tăng nha. DXY thì sau cái phiên mà có thông tin non farm ra tích cực đúng không ạ, non farm ra tích cực cho nền kinh tế thì bắt đầu là DXY tăng rất là mạnh và hiện tại thì nó vẫn đang phá được cái trend giảm trong ngắn hạn của DXY và chúng ta sẽ hướng tới đỉnh cũ. Thực ra phiên ngày hôm qua thì cũng coi như đến gần đến đỉnh cũ rồi đúng không ạ, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục hướng tới những vùng đỉnh cũ trên này nha, 106. Việc DXY mà tiếp tục tăng như này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng tới cái tỷ giá của chúng ta. Cũng như là ảnh hưởng đến cái việc quyết định hạ lãi suất của Fed với những thông tin non farm nó không được gọi là à nó tốt một cách bất thường đúng không ạ? Đó. Thì đây ghi đang tăng trở lại tương đối mạnh anh chị nha. Rồi chúng ta xem qua vàng và dầu một chút. Vàng thì đang hồi thôi. Đó, vàng thì đang hồi nha. Vàng thì như chúng ta đã chia sẻ nó có vùng hỗ trợ vùng 23.000, 2.300 đúng không ạ? Thì nó đang có những tín hiệu có thể là sẽ có nhịp hồi lại vùng cân bằng. Ở đây là vùng 2.350 nha. Ở đây là vùng 2.354. Đó, đây sẽ là vùng cân bằng của vàng ở trong các cái phiên sắp tới. Khả năng cao là vàng sẽ có những cái nhịp mà hồi phục lên đây, sau đấy bắt đầu nó mới tiếp tục là có những diễn biến mới mọi người nha. Đó, vàng. Dầu đúng không ạ? Dầu dầu thô thì cũng đang có sự hồi phục nha. Tuy nhiên thì anh chị nhìn thấy là một cái trend giảm của dầu nha. Đó. Trend giảm này thì về ngày hôm qua thì cũng đang có tín hiệu phá này. Ngày hôm qua cũng có những tín hiệu phá những cái trend giảm rồi này. Tuy nhiên thì nó gặp những vùng kháng cự tương đối mạnh bên trên này, đỉnh cũ trên này 80 nha. Thì khả năng là với dầu thì chúng ta sẽ hướng tới vùng 80, sau đó thì nó sẽ có những nhịp mà rung lắc trở lại. Đó, còn cái việc mà nó quyết định vượt hay không thì chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm, nhưng mà khả năng cũng sẽ tương đối là khó vượt nha, nó sẽ cần phải tích lũy khá là lâu. Đó, anh nghĩ nha, thì đấy là dầu thô. Rồi ok, vậy là chúng ta đã đi qua về DXY, Dow Jones, vàng, dầu rồi, đúng không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi qua về phần nhận định thị trường anh chị nha. Chúng ta sẽ đi qua về thị trường và VN Index của chúng ta một chút. Đó. VN Index thì anh chị có thể thấy là chúng ta đã chia sẻ khá nhiều rồi. Trong khung tuần, khung tháng thì vẫn đang là những cái xu hướng tăng khá tốt và những cái trạng thái tích lũy nha. Thì chúng ta sẽ không phân tích lại nữa bởi vì là trong khung tuần, khung tháng nó chưa có gì thay đổi hết. Đó, nó vẫn là những cái xu hướng tăng thôi. Đó, còn ở trong khung daily thì ngày hôm qua là một cái gọi là cơ hội cuối cùng ở trong ngắn hạn mà để mà VN-Index chúng ta vượt được vùng 1294. Tuy nhiên thì nó không làm được việc đấy và nó đang quay trở lại những cái vùng tích lũy anh chị nha. Nó quay trở lại những cái vùng tái tích lũy ở đây. Đó, nó quay trở lại vùng tái tích lũy ở đây và
Đúng không ạ? Vin đấy chúng ta đã có tới 6 phiên rồi. 6 phiên, 6 phiên nó tích lũy được, nó tiếp cận cái vùng 1294, nó công phá nhưng mà không vượt được. Lại quay lại thì bắt đầu nó sẽ tạo ra được một nó sẽ tạo ra một sự chán nản nhất định ở trong cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư, cũng như là trong dòng trong cái dòng tiền mà tham gia thị trường, đúng không ạ? Thì sau nhiều phiên nó không vượt được thì khả năng rất cao là nó sẽ có một cái nhịp rũ quay trở lại, cũng như là có những nhịp mà tái tích lũy lại, đúng không ạ? Để sau đấy có thể lấy đà để mà bật tăng, đúng không ạ? Và theo Ichi thì ngày hôm nay chúng ta cũng bắt đầu có tín hiệu mở khách sạn đấy, cho nên là anh chị mình hãy lưu ý giúp em, chúng ta cũng có tín hiệu bắt đầu mở khách sạn nha. Thì có thể từ ngày hôm nay VN-Index sẽ có những nhịp mà rung lắc đó, và về những vùng cân bằng bên dưới chúng ta sẽ có vùng 1272. Thì mọi người hãy quan sát cho em thật kỹ vùng 1272 anh nhìn nha. Đó, quan sát giúp em thật kỹ vùng 1272. Nếu như mà VN-Index chúng ta vẫn tiếp tục giữ được vùng 1272 thì cái lượng cổ phiếu chị mình đang cầm em nghĩ là vẫn hoàn toàn có thể nắm giữ được. Đó, tất nhiên thì cái chi tiết thì nó sẽ phải đi vào từng cổ phiếu. Tuy nhiên thì đây chúng ta đang nói về thị trường chung thì cũng cơ bản là khoảng tầm 80%, đúng không ạ? 800 các cổ phiếu. Thì nếu như mà VN-Index giữ được vùng 1270 thì anh chị mình vẫn có thể yên tâm nắm giữ. Đó, và chúng ta cũng kỳ vọng về cái kịch bản là nó sẽ quay lại test vùng cân bằng. Đó, test điều chỉnh về khách sạn sau rút rút chân và tiếp tục bật tăng thì nó sẽ vẫn là một cái động thái rất là tích cực của VN-Index. Đó anh chị nha. Tuy nhiên thì cái trường hợp phòng ngừa chúng ta sẽ vẫn luôn luôn phải nói với nhau để chúng ta chuẩn bị trước và chuẩn bị tâm lý trước và có cái kế hoạch để chúng ta phòng ngừa, đúng không ạ? Trường hợp mà VN-Index đóng nến mất vùng 1270 thì anh chị hãy lưu ý giúp em là chúng ta hạ bớt một phần cái tỷ trọng anh chị đánh ngắn hạn. Anh chị lưu ý là đánh ngắn hạn. Đó, hạ bớt một phần tỷ trọng đánh ngắn hạn. Đó, mất vùng này thì rất có thể nó sẽ quay về test vùng 1250. Thậm chí là có thể sẽ có những cái nguy cơ test về vùng 1230. Rồi thậm chí là sâu hơn, bởi vì là nếu mà chỉnh mà mất những vùng 1250 tiếp theo thì VN-Index chúng ta nó sẽ thay đổi trạng thái nhỉ. Sẽ thay đổi trạng thái. Đó, thì đấy là một cái mà nó không chúng ta không mong muốn, đúng không ạ? Và nếu như mất 1250 thì cái vị thế đánh ngắn hạn chúng ta sẽ tạm thời chúng ta thoát. Mọi người nhá, đấy là vị thế đánh ngắn hạn. Đó, mọi người lưu ý giúp em nhé. Thì đấy là cái kịch bản của VN-Index mà chúng ta đang đang hướng tới. Kịch bản VN-Index chúng ta đang hướng tới nha. Để xem ngắn hạn hơn nó sẽ diễn biến như nào thì chúng ta sẽ cùng đi qua khung H1 và khung 15 phút. Ở trong khung H1 thì anh chị thấy là nó vẫn đang là một xu tăng chưa có gì thay đổi. Tuy nhiên thì nó đang là một trạng thái tích lũy nhỉ. Đoạn này tích lũy tương đối chặt. Đó, đoạn này tích lũy tương đối chặt anh chị nha. Thì cái vùng mà 1278 nó sẽ là vùng thay đổi trạng thái ở trong khung H1. Anh chị nha, nó sẽ là vùng thay đổi trạng thái trong khung H1. Tuy nhiên thì hiện tại chúng ta đang có một cái vùng mây rất là dày ở đây. Cho nên là khả năng cao là VN-Index của chúng ta trong phiên sáng ngày hôm nay, mọi người nha, trong phiên sáng nó sẽ có những nhịp hồi phục trước. Đó, nó sẽ có nhịp hồi phục trước. Sau đó thì có thể là nó sẽ tiếp tục là có nhịp rung lắc sau. Đó, sau đó nó sẽ có thể tiếp tục có nhịp rung lắc sau. Đấy, thì có thể nó sẽ có nhịp hồi phục lên vùng 1288 nha. Một cái cơ hội khá lớn ở trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng trong phiên ngày hôm nay, đúng không? Trong phiên ngày hôm nay, bởi vì là cái mây này tương đối dày đến hết ngày, hết buổi sáng ngày mai cơ. Thì hôm nay và ngày mai miễn là thị trường vẫn sẽ khá là an toàn, bởi vì là có mây dày rồi. Đoạn này 1 2 3 4, chiều nay đã bắt đầu có khách sạn ở trong khu H1 nữa, cho nên là cái việc mà ngày hôm nay và sáng ngày mai em nghĩ là sẽ khá an toàn. Nhưng mà bắt đầu đến sorry mọi người nhé, bắt đầu đến chiều ngày thứ năm trở đi chúng ta sẽ bắt đầu đến những cái đoạn eo mây nha. Chúng ta sẽ bắt đầu đến những cái đoạn eo mây, thì cái đoạn eo mây này sẽ khá là nguy hiểm anh chị nha. Đó, thì đây sẽ là cái những cái vùng mà nhạy cảm hơn. Đó, thì anh chị có thể là quan tâm kỹ hơn vào phiên chiều ngày thứ năm trở đi. Chúng ta sẽ có những vùng eo mây, nó sẽ là những vùng tương đối là nhạy cảm. Nó hoàn toàn có thể nó sẽ quay lại nó test vùng 1274 rồi 1269. Đấy, nhưng mà nó quay về đây test nó phải giữ được vùng này nha. Để mà tích cực nó phải giữ được vùng này. Đấy, sau đấy bật tăng trở lại thì sẽ rất là tích cực. Anh chị nhá, thì sẽ rất là tích cực cho bên đấy. Đấy, còn trường hợp mà nó đóng nến mất đây. Đóng nến xuống thế này thì thôi, chúng ta như chia sẻ đúng không ạ, hạ hạ bớt tỷ trọng với các cổ phiếu này ngắn hạn đó anh nhìn nha. Thì em nghĩ là ngày hôm nay và sáng ngày mai sẽ vẫn khá là an toàn và chúng ta có thể sẽ có những cái nhịp hồi, nhưng mà sang thứ năm, chiều thứ năm trở đi anh chị mình hãy nên thận trọng một chút anh nhìn nha, hãy nên thận trọng một chút và chuẩn bị sẵn những cái chiến lược, những cái kế hoạch để chúng ta cân nhắc chúng ta xử lý đó, nếu như mà còn nếu như mà nó xảy ra, đúng không ạ? Đó, còn cái quan trọng nhất ở này thì anh chị vẫn cứ nhìn cho em vùng cân bằng ở đây 1270 anh chị nha.
vẫn cứ nhìn theo vùng này đó. Còn view chúng ta sẽ là view test về khách sạn, sau đấy bật tăng nha. Đó, nhưng đấy là những cái kịch bản chúng ta phòng ngừa thôi đó. Ok chị nha, thì đấy là về VN-Index. VN30 thì cũng tương tự như vậy thôi đúng không ạ? VN30 thì cũng tương tự như vậy thôi đó, chúng ta đều thấy là đang có những tín hiệu vượt kỳ run này, chuẩn bị có tín hiệu bảo khách sạn này, thì có thể nó sẽ quay lại nó test cái vùng này đúng không ạ? Khoảng tầm 20 điểm, gần 20 điểm, 17 điểm đúng không ạ? Rung lắc khoảng tầm 17 điểm ở trong VN30 đấy. Thì VN30 khả năng cũng sẽ là ngày mai thôi đúng không? Đó, VN30 thì khả năng cũng sẽ từ chiều thứ năm trở đi thôi, nó có những vùng MACD tương đối dày, thì anh chị mình lưu ý thận trọng một chút về chiều ngày thứ năm trở đi, có thể nó sẽ có những diễn biến nó khá là hay đấy, khá là hay, và có thể là nó sẽ xuất hiện những cái cơ hội cho anh chị mình đó. Nhưng mà anh chị cần lưu ý là về cái tỷ trọng để chúng ta đưa ra được những cái chiến lược nó phù hợp nha. Giai đoạn này thì anh em vẫn, em An cũng vẫn chia sẻ với anh chị mình rất nhiều là chúng ta cũng không nên phun hàng, phun tiền đúng không ạ? Chúng ta vẫn chưa nên đó, mà chúng ta nên có thể là 50-50 hoặc là 70% cổ phiếu, 30% tiền, chúng ta vẫn nên để lại một chút, chúng ta vẫn nên để lại một chút các cái một cái lượng tiền để chúng ta phòng ngừa đó, và chúng ta sẽ tìm kiếm những điểm gia tăng sau anh chị nha. Đoạn này thì thị trường đang tích lũy cho nên là cái dòng tiền nó sẽ không có nhiều, dòng tiền nó sẽ không tìm, nó sẽ không đủ để lan tỏa ra sang tất cả các nhóm ngành đó, nhưng mà nó sẽ tìm đến một số các cổ phiếu riêng lẻ, và cái việc chúng ta ở giai đoạn này sẽ là đi tìm những cổ phiếu riêng lẻ đấy đúng không ạ? Và hiện tại thì chúng ta vẫn đang làm việc đấy đúng không anh chị? Hiện tại chúng ta vẫn đang làm việc đấy, và em nghĩ là vẫn đang làm khá là tốt, vẫn đang làm khá là tốt đúng không ạ? Trong những room ngắn hạn chúng ta vẫn đang cầm khá nhiều cổ phiếu, nó cũng tương đối là tốt đúng không ạ? Hiện tại vẫn đang có những cái trạng thái tương đối là tốt, ví dụ như là gần đây nhất thì ngày 10 tháng 6 chúng ta có mua CSV này 70.5, thì bây giờ cũng đang 72x rồi. PVP chúng ta mua ở vùng 17.75, bây giờ cũng đang 18x đúng không ạ? VGT cũng đang lãi nhẹ, BHR cũng đang lãi đâu đó khoảng tầm 5%. Đấy, rồi các cổ phiếu khác nữa, KDH, HDC, rồi đây KDH này, mọi người thấy không ạ? Đó, những điểm mua bán em đều cập nhật cho anh chị mình rất là kỹ nha. Điểm mua bán em đều cập nhật cho anh chị mình rất kỹ này, điểm mua, điểm chốt lời, điểm cắt lỗ này. Đó, cái lý do vì sao chúng ta mua này, chạc đồ thị này. Đấy, rồi trong room chung dài hạn chúng ta cũng đang cầm rất là nhiều đúng không ạ? Chúng ta cũng đang cầm cả những cái cổ phiếu chúng ta mua từ giai đoạn trước đến những cái cổ phiếu chúng ta mới mua ở giai đoạn hiện tại đúng không ạ? Ví dụ ngày hôm ngày mùng 10 tháng 6 thì trong room trung hạn em cũng có nhắn cho anh chị mua CSV, ngoài ra có DGC để cho anh chị lựa chọn đúng không ạ? Ngoài ra có DGC để cho anh chị lựa chọn trong nhóm hóa chất này. Đó, rồi trước đó chúng ta mua khá những cái cổ phiếu trong nhóm chứng khoán như là VCI, như là FTS, như là HCM. Đó, chúng ta vẫn đều đang cầm. Đấy, cầm có những cái lệnh mới, nhưng cũng có những lệnh từ khá là lâu rồi, chúng ta cầm chung dài hạn thì đều đang có những mức lợi nhuận tương đối là tốt. Đấy, tương đối là tốt. Rồi những cái nhóm như là dầu khí, PVC đúng không ạ? PVC chúng ta mua ngày 21 tháng 5 thì chúng ta cũng vẫn đang cầm thôi. Cơ bản PVC nó cũng đang có những trạng thái rất là tốt. Đó, nó tích lũy rất là tốt. Đó, tích lũy rất là tốt đấy chị nha. Đó, thì về cơ bản là trong room của em thì cái lượng cổ phiếu thì vẫn đang cầm khá là nhiều. Đó, khá là nhiều, tuy nhiên thì cũng chưa phun hàng và chưa phun margin. Đó, giữ lại một cái lượng để chúng ta có thể là tranh thủ những nhịp mà rung lắc thì chúng ta có thể là mua ra tăng thêm anh chị nhá. Hoặc là khi mà nó test ở đây anh chị mình muốn an toàn anh chị đợi hẳn nó vượt đỉnh đi. Đúng không? Đóng nến vượt 1294 1294 95 đúng không ạ? Thì anh chị mình mua ra tăng full hàng, full margin cũng được, không sao hết. À, cái đấy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vị thế của anh chị thôi đúng không ạ? Vị thế của anh chị và cái tỷ trọng của anh chị, đặc biệt giai đoạn này thì em nghĩ là không nên phun tiền. Anh chị làm phun tiền đoạn này thì cũng nên tìm cho mình những cái cổ phiếu mà nó có để mua, anh chị hãy tham gia dần đi, chia tỷ trọng ra để tham gia dần, và nên mua trong những nhịp rung lắc. Và ví dụ như là những cái phiên sắp tới đây khi mà thị trường nó điều chỉnh về vùng cân bằng, nó sẽ là một cái cơ hội rất lớn cho anh chị đấy, không nên bỏ lỡ cái nhịp này. Mọi người hãy mua dần lên, đưa cái tỷ trọng mình nâng dần lên. Đó, sau đó thì chúng ta
cứ gia tăng dần theo thời gian thôi. Đấy, làm sao để chúng ta đảm bảo được cái việc là linh hoạt trong cái danh mục, trong cái cách xử lý của tài khoản của mình là được anh chị nha. Còn không nên để tài khoản ta ở mức full tiền. Anh chị là full tiền thì hãy lưu ý một chút những cái giai đoạn uptrend ở trong ngắn hạn, đặc biệt là trong trung dài hạn thì anh chị mình không nên full tiền nha. Nó sẽ làm cho anh chị mình có một cái tâm lý rất là mất cân bằng và rất là dễ anh chị sẽ bị FOMO vào những cái phiên mà thị trường nó tăng ở trong ngắn hạn, sau đấy lại dính ngay những nhịp chỉnh đó mọi người nha. Thì nếu như mà anh chị cần hỗ trợ thì anh chị có thể liên hệ với em An mọi người nha, thì anh chị có thể liên hệ với em An nha. Đó thì có cho em An xin một phút quảng cáo mọi người nha. Đó thì nếu như mà anh chị đang cần tìm một người đồng hành thì anh chị có thể liên hệ với em An qua cái số điện thoại là 0386 329 392. Đó thì anh chị mình chỉ cần có một tài khoản ở SSI, hoặc nếu anh chị nào có tài khoản rồi thì có thể chuyển ID về, ID của em An là 2770 anh chị nhá, 2770 đó. Hoặc là anh chị nào mà có cái sở thích là mạo hiểm hơn chút thì anh chị có thể là mở tài khoản ở bên GameStop với một cái tỷ lệ đòn bẩy rất là cao, tỷ lệ 28, và cái anh chị nào đánh mượn đánh phái sinh ấy, thì ở bên Gem này nó cũng có một cái rất là lợi thế là anh chị mình chỉ cần phải bỏ ra 4 triệu thôi là anh chị đã đầu tư được một cái hợp đồng phái sinh rồi, nó rất là thấp anh chị nhá, nó rất là thấp đó. Thì anh chị mình nếu như mà có sở thích là mạo hiểm một chút đúng không, nhưng mà nó sẽ đem lại những cái mức lợi nhuận cũng rất là bất ngờ đúng không, bởi vì là chúng ta cái tỷ lệ đòn bẩy nó rất là cao đó. Thì ngược lại với cái việc là rủi ro cao thì nó cũng sẽ đem lại cho anh chị những cái mức lợi nhuận cũng rất là cao đấy, nhưng mà rủi ro cao ấy, thì anh chị mình cũng phải có một chiến lược đầu tư và một cái chiến lược quản trị rủi ro thật là chặt đó. Và em An sẽ là người mà đồng hành cùng anh chị để đưa cho anh chị những cái chiến lược nó an toàn anh chị nhá, nó an toàn và nó hiệu quả dành cho anh chị đó. Thì khi mà anh chị tham gia room khách hàng đồng hành cùng em An thì anh chị sẽ có được cái đặc quyền là chúng ta có thể là chúng ta sẽ được vào những cái room VIP dành cho hệ thống khách hàng đúng không ạ, rồi những cái room tín hiệu ngắn hạn trung hạn như em vừa chia sẻ ở trong room Zalo đúng không ạ, ngắn hạn trung hạn với những cái tín hiệu nó rất là rõ ràng về điểm mua bán rồi những cái lý do vì sao chúng ta mua, chiến lược của chúng ta thì em sẽ đều cập nhật cho anh chị và đều chia sẻ để cho anh chị hiểu được rằng là vì sao mình mua những cổ phiếu đấy đúng không ạ. Khi mà anh chị hiểu được thì anh chị sẽ đầu tư nó tự tin hơn rất là nhiều đó mọi người nha. Ngoài ra thì chúng ta thì em An cũng cập nhật thị trường và cảnh báo rủi ro hàng ngày với chị đó anh chị nha. Và anh chị sẽ được tham gia vào cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp với một cộng đồng rất là lớn các nhà đầu tư của câu lạc bộ ITP. Và nếu như anh chị mà có nắp lớn mà anh chị cũng không có nhiều thời gian để theo dõi và chưa có những kinh nghiệm ở trên thị trường thì em cũng sẽ hỗ trợ anh chị mình một một hỗ trợ anh chị mình một một trong quá trình đầu tư của mọi người, làm sao để anh chị sẽ có những cái kết quả đầu tư nó tốt nhất anh chị nha. Đó thì anh chị mình nếu như mà đầu tư chưa hiệu quả hoặc là muốn đồng hành cùng em An thì anh chị hãy nhớ liên hệ với em An qua số điện thoại 0386 329 392 để chúng ta mở tài khoản ở SSI hoặc là bên GenStock anh chị nha. Rất là hy vọng chúng ta sẽ có những cơ hội để đồng hành cùng với nhau sớm nhất mọi người nha. Rồi ok, thì đấy là chúng ta đã đi qua về phần nhận định thị trường rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua phân tích về các cái nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội cho cái phiên giao dịch ngày hôm nay, ngày 12 tháng 6 anh chị nha. Thì cái nhóm đầu tiên chúng ta đi qua sẽ là nhóm ngân hàng anh chị nha, nhóm ngân hàng. Thì ngân hàng thì những anh lớn như là Vietcombank đúng không ạ? Chắc chắn là những ông đầu tàu rồi, nhưng mà Vietcombank thì đang có những nhịp mà điều chỉnh nha anh chị nha, đang có những nhịp mà điều chỉnh trong ngắn và trung hạn. Tuy nhiên thì nó đang điều chỉnh gần đến vùng hỗ trợ rất mạnh rồi. Với Vietcombank thì vùng 86.3 nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh ở trong trung hạn và anh chị có thể mua gom được anh chị nha, và anh chị có thể mua gom được đó. Tuy nhiên thì em sẽ không mua nha, em sẽ mua các cổ phiếu khác đúng không? CTG cũng tương tự này. Đó, nó đang là những cổ phiếu mà đang có tín hiệu tích lũy và điều chỉnh trong ngắn hạn. Ví dụ CTG thì chúng ta sẽ chưa thể mua được. CTG thì đây là những cái điểm mà anh chị có thể cân nhắc hạ tỷ trọng, những vùng giá tầm gần 34 đúng không ạ? CTG, MBB, đó, tương tự MBB đây cũng là những cái vùng anh chị có thể cân nhắc hạ tỷ trọng ở vùng 33, 23 đó. STB, đó STB thì đang có một cái trạng thái tăng khá mạnh ở trong ngắn hạn anh chị nha. Tuy nhiên thì nó chuẩn bị đến kháng cự rồi,
Đó, vùng 32 sẽ là kháng cự của STB nha. Anh chị nào có hàng có thể cân nhắc hạ bớt ở vùng này. Còn mua mới chúng ta sẽ đợi tín hiệu mà khách sạn đây nó chỉnh xuống thì chúng ta tham gia. Đó, nhưng mà đoạn này thì chúng ta chưa có điểm tham gia. Đó, thì đấy là một số cổ phiếu trong nhóm ngân hàng mà nó gọi là vốn hóa lớn và nó đang có những sự rung lắc. Anh chị nào mà đánh trung hạn thì anh chị có thể trung dài hạn thì anh chị có thể canh những cổ phiếu về những vùng hỗ trợ trong trung hạn anh chị tham gia. Đúng không? Còn cá nhân em thì em nghĩ là em sẽ tập trung vào những cổ phiếu mà nó đang khỏe hơn ở trong nhóm ngành cũng như là khỏe hơn thị trường. Đúng không ạ? Thì ngày qua thị trường giảm nhưng VIB nó có một cái phiên mà tương đối là tích cực. Anh nhìn nha, có một phiên tương đối tích cực khi mà nó vượt được cái vùng đỉnh ngắn hạn ở đây, vùng 22.8. Đó, thì với VIB thì em nghĩ à với nhóm ngân hàng thì em nghĩ anh chị có thể là tham gia vào VIB, nó sẽ ok hơn rất nhiều. Đó, và đây cũng sẽ là cổ phiếu mà em chú ý đến và nhắn cho anh chị khách hàng của em mua nếu như mà ngày hôm nay nó có những cái nhịp mà test nhẹ 22.5 hay 22.7 thì đấy là em sẽ mua với VIB anh nhìn nha, là em sẽ mua với VIB đấy hoặc là ACB. Đây là hai cổ phiếu mà em nghĩ là nó là những cổ phiếu sáng giá nhất để anh chị có thể tham gia. ACB anh chị có thể tham gia vùng 23.7 anh nhìn nha, 23.7 24 đấy là những vùng anh chị có thể tham gia. Còn các cổ phiếu khác như là LPB thì nó vẫn rất là khỏe rồi nhưng mà điểm mua chúng ta sẽ không có. Anh nhá, điểm mua sẽ không có, nó sẽ không đủ cái sự an toàn cho chúng ta. Techcombank tương tự, nó không đủ sự an toàn. Cho nên là ngân hàng thì em nghĩ là VIB và ACB là hai cổ phiếu sáng giá nhất cho anh chị để anh chị có thể tham gia. Đó mọi người nha. Rồi, thì tiếp theo là chúng ta sẽ đến nhóm thứ hai là nhóm chứng khoán anh chị nha. Chứng khoán thì một số ông lớn như là SSI thì đang tích lũy nha. Đó, đang tích lũy thì với SSI thì em nghĩ anh chị mình vẫn hoàn toàn có thể là cầm được nếu như anh chị đang có hàng. Còn nếu như mà anh chị chưa có thì vượt 36.2 là anh chị mình có thể tham gia được. Và ngày hôm nay, ngày hôm qua thì nhóm chứng khoán cũng có một cái động thái rất là tích cực nha. Đang có những cái dấu hiệu là muốn nhấp nhổm dậy rồi. Nó đã tích lũy trong cái phiên trong những đâu đó khoảng tầm hơn một tháng vừa rồi rồi. Đó, và ngày hôm qua là một cái nhóm ngày một cái phiên mà nhóm này nó đang có sự nhấp nhổm. Cho nên anh chị mình cần quan tâm đến nhóm này. Anh nhìn nhận anh chị cần quan tâm đến nhóm này. Nếu như anh chị nào chưa có một cổ phiếu chứng khoán thì hãy nhanh tay tìm cho mình một cổ phiếu để tham gia đi. Đó mọi người nha. SSI này vượt 36.2 nha. HCM chúng ta thì vẫn đang đợi vùng 28, tuy nhiên thì nó vẫn đang chưa về nha. Còn không thì chúng ta sẽ đợi vượt vùng 30. Đấy sẽ là cái vùng mà chúng ta tham gia trở lại với HCM hoặc là mua mới nếu như anh chị chưa có nha. Vùng 30 anh chị nha. 30 kèm vô được thì rất tốt. Đó. Tuy nhiên thì ở trong nhóm chứng khoán thì có một số cổ phiếu khỏe mà em nghĩ anh chị mình nên tập trung đến, đó là STS đang khá khỏe nha. Nó vượt đỉnh rồi, đúng không ạ? Vượt đỉnh rồi, nó đang tích lũy đây khá tốt. Thì với STS em nghĩ là quanh vùng 46.5 47 là những vùng anh chị có thể tham gia được nha. Nhưng mà lưu ý những vùng trên này anh chị phải xác định tinh thần rất là rõ giúp em nha. Ví dụ trường hợp xấu mất 44 anh chị phải chạy nha. Là anh chị phải chạy nha. Bởi vì những vùng này chúng ta mua là những vùng tương đối cao rồi. Đấy, thì khi mà chúng ta mua ở những vùng tương đối cao thì chúng ta cần phải xác định rõ một cái chiến lược. Đó, xác định rõ một cái chiến lược để chúng ta có thể an toàn và tránh cái trường hợp là chúng ta bị đu đỉnh. Anh bị đu đỉnh mà không giải quyết được. Đúng không ạ? Thì anh chị phải xác định tâm lý trước. Đó, mua vùng này và cắt lỗ vùng nào. Nếu vi phạm là anh chị phải xử lý giúp em. Quyết đoán anh chị nhỉ. Phải quyết đoán và phải đi theo đúng cái kế hoạch của chúng ta. Tuân thủ cái chiến lược giao dịch của chúng ta nha. Chứ không phải là rất là nhiều anh chị em gặp ấy, thì chúng ta hay có tâm lý là mua những vùng trên này để kỳ vọng nó nổ, kỳ vọng vượt đỉnh. Nhưng mà trường hợp ví dụ nó quay lại nó đi ngược lại thì nó mất những vùng mà rủi ro nhưng anh chị lại không cắt. Đó anh chị lại bắt đầu có những cái chuyển sang những cái tâm lý là gồng đợi hồi đợi về vùng cắt về vùng hòa vốn chúng ta mới bán chẳng hạn. Đấy, hoặc là những cái đợi những cái tín hiệu nó rung lắc điều chỉnh chúng ta lại mua trung bình giá. Đó, thực ra mua trung bình giá là một cái mà em không khuyến khích mọi người. Không nên như vậy anh chị nha. Có những giai đoạn thị trường nó giảm khốc liệt như năm 2022 thì anh chị không biết đến bao giờ anh chị trung bình giá nó cho nó đủ, không biết bao nhiêu tiền cho nó đủ. Đấy, cái việc chúng ta là chúng ta phải tránh những cái rủi ro như vậy. Đấy, bằng cách là chúng ta cứ tuân thủ đúng chiến lược của mình giúp em. Làm bất cứ việc gì kể cả trong cuộc sống hay trong đầu tư, anh chị mình cũng nên có một cái kế hoạch và khi có kế hoạch rồi anh chị cần phải tuân thủ và thực hiện nó. Đấy là nó sẽ là cái chìa khóa giúp anh chị thành công anh chị nha. Đó thì đầu tư chứng khoán cũng như vậy, mọi người cũng xác định giúp em điều đấy. Đó FTS này, đó FTS này, BSA cũng đang rất tích cực. Đó BSA ngày hôm nay test lại đâu đó vùng 59 59 chấm x nhỏ là anh chị có thể tham gia được, rất ok nha. Đó
Rồi chúng ta có AGR cũng đã vượt đỉnh rồi, nhưng mà điểm mua thì chúng ta cần phải đợi nó test lại này, đúng không ạ? Test lại TK này chị tham gia rồi 22 anh nhỉ, đó 22. Còn một số cổ phiếu như là VND các thứ thì nó rất là yếu nhỉ, VND hoặc một số cổ phiếu khác Penny trong nhóm này thì rất là yếu, thì em sẽ không khuyến khích mọi người tham gia anh nhỉ, em sẽ không khuyến khích mọi người tham gia đó, chúng ta bỏ qua thôi. Đấy, thì về cơ bản nhóm chứng khoán anh chị hãy tập trung đến cho em. Ưu tiên hàng đầu nha là FTS, BSI. Đó, FTS, BSI. Đấy là hai cổ phiếu mà em nghĩ là anh chị mình có thể là nên ưu tiên. Đấy, chứ nhiều quá nhiều khi anh chị mình cũng khó tập trung. Đúng không ạ? Khó tập trung. Đấy, còn các cổ phiếu khác thì VCI nữa, sorry. Đấy, VCI nữa. VCI mà test về 50 là anh chị có thể tham gia nhỉ. Là anh chị mình hoàn toàn có thể tham gia. Đấy sẽ là ba cổ phiếu để anh chị tập trung hướng đến để anh chị mình đỡ bị phân tán mọi người nha. Đấy, nhóm chứng khoán có một cái dấu hiệu đang rất là tích cực, cho nên anh chị mình hãy tìm cho mình một cổ phiếu nha, nếu như mà nó có điểm tham gia. Đấy, chú ý đến những cổ phiếu khỏe anh chị nha, những cổ phiếu yếu thì như đoạn này chúng ta bỏ qua đi, bởi vì là dòng tiền trên thị trường nó rất là yếu, nó không đủ để đi hết các nhóm ngành đâu. Rồi tiếp theo thép nha, thép thép chúng ta có Hòa Phát đúng không ạ, thì nhìn chung là đang tích lũy nha, đang tích lũy đi vô tương đối thấp, thì em nghĩ là với thép thì ví dụ như Hòa Phát anh chị nào có hàng thì chúng ta tiếp tục cầm thôi, còn ở trong room của em An thì cầm từ đâu đó quanh vùng 28 trước chia, bây giờ giá vốn nó quanh vùng 27 đó, giá vốn quanh vùng 27 anh chị nha, thì vẫn rất là ok thôi, không có vấn đề gì hết. Đấy, vẫn rất là ok đó. Hoa sen thì đang có tín hiệu vượt đỉnh nhưng mà chuẩn bị mở khách sạn rồi. Anh chị nào muốn mua thì đợi những cái nhịp nó test về khách sạn nha, 23 đó, đợi nhịp nó test về khách sạn. Nam Kim tương tự nha, Nam Kim tương tự, khách sạn của Nam Kim sẽ là vùng 26.25.6 hay 25.6 25.8, đấy là cái vùng anh chị có thể tham gia được với Nam Kim, còn hiện tại thì chưa nha, hiện tại chưa đó. Trong nhóm này thì có VGS đúng không ạ, trong nhóm này có VGS thì rất là khỏe, nhưng mà chúng ta sẽ không có điểm mua với VGS anh chị nha, mọi người lưu ý chúng ta sẽ không có điểm mua, không có điểm mua đủ an toàn. Đó, thì đấy là nhóm thép một số cổ phiếu chính thôi. Nhóm hóa chất chúng ta sẽ đi qua hóa chất và dầu khí nữa. Hóa chất thì cơ bản anh chị mình đang nếu mà đang có hàng thì tiếp tục nắm giữ nhỉ, không vấn đề gì hết, kể cả DCM đang tích lũy rất là tốt, đây nó cũng kỳ vọng là có thể nó sẽ có nhịp bật tăng vượt đỉnh tiếp nhỉ, nếu mà nó có nhịp test về vùng cân bằng vùng 38.2 cộng trừ, anh chị mà muốn tham gia một nhịp T cộng anh chị hoàn toàn có thể tham gia anh nhá. Đó, DPM cũng tương tự đang tích lũy nha. Những cổ phiếu này thì ưu tiên cho anh chị nắm giữ là chính, còn test chỉnh thì anh chị có thể đánh 1.000 T cộng. Đó, trong nhóm này thì ở trong room của em An thì có mua DGC rồi đúng không? DGC quanh vùng 121.5 121.8 thì bây giờ nó vẫn ở trong một ở vùng 122 thôi, thì anh chị mình nếu mà muốn chưa có cổ phiếu hóa chất nha thì hoàn toàn có thể tham gia với DGC, anh chị có thể giải mua từ 122 giải xuống cái vùng 119.5 này anh nhớ, giải mua xuống đây, đây là những cái vùng hỗ trợ của DGC rồi, nó cũng rất là gần rồi. Thực ra anh chị nhìn thì về cái thị giá thì nó xa một chút, nó là khoảng tầm 3.000 thôi, cái biên độ khoảng tầm 3.000, nhưng mà tính ra cái phần trăm thì nó rất là thấp, nó chỉ đâu đó khoảng tầm 1 đến 2% thôi đó, cho nên anh chị mình có thể giải mua quanh vùng này rất là đẹp. Trong room của em đã mua rồi, vừa chia sẻ cho anh chị xem lúc nãy đúng không ạ, đã mua rồi và chúng ta kỳ vọng sẽ lên đỉnh cũ thậm chí là vượt, nếu mà vượt thì chúng ta sẽ có target cực kỳ đẹp với DGC nha, sẽ có một cái mẫu hình cực kỳ đẹp với DGC, cho nên đây là một cái cổ phiếu mà em cũng rất là quan tâm đó, rất là quan tâm và kỳ vọng. Ngoài ra nhóm này thì em có mua CSV nữa đúng không, có chia sẻ mọi người mua quanh vùng 70.5, mua ở cái phiên ngày mùng 10 tháng 5 đó, mua phiên ngày 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 mùng 10 tháng 6, sorry mọi người, mùng 10 tháng 6 đó, mua ở những thời điểm này bởi vì là trong khung H1 nó có một cái tín hiệu rất rất là đẹp nha, và CSV bây giờ thì em nghĩ cũng rất là ổn rồi đúng không ạ, nó đã có tín hiệu vượt nền rồi đó, chúng ta mua 70.5 thì cứ yên tâm nắm giữ thôi đó, thì đấy là hóa chất anh chị nha. Tiếp theo là dầu khí, nhóm cuối cùng là nhóm dầu khí nha, thì anh chị có thể quan tâm đến PVD, điểm mua hiện tại chúng ta sẽ có PVD 31.5, 31.7, 31.8 thậm chí 32 anh chị vẫn có thể mua được, tức là quanh vùng giá hiện tại anh chị vẫn có thể mua được nha, chúng ta cắt lỗ khi nào nó phá đáy nha, phá đáy chúng ta sẽ tạm thời bán
nhưng mà cái kịch bản nó phá đáy thì em nghĩ là rất là thấp. Đấy, đây đang là những vùng hỗ trợ giao găm rồi. Giao găm thì chúng ta mua thì nó là những cái điểm rất là an toàn rồi, đúng không ạ? Mua giao găm mà còn không không an toàn nữa thì làm gì có điểm nào mua an toàn nữa, đúng không ạ? Đó, anh chị có thể tham khảo PVD anh chị nhé. PVC đó, PVC thì phải đợi nó về quanh vùng 15.9 16, có vùng đấy thì anh chị hoàn toàn có thể tham gia được đó. Còn vùng này thì anh chị có thể mua lấy vị thế nha, vùng này vẫn có thể mua lấy vị thế, nó chỉ đâu đó 5 5 giá 500 thôi, 500 đồng thôi thì có thể mua lấy vị thế và về đây chị gia tăng giúp em đó. Về cơ bản trong nhóm này thì nó sẽ có hai cổ phiếu tài chính đó. Quên mất, chúng ta sẽ xem thêm một cái nhóm ngành nữa là cảng biển nha. Cảng biển đúng không ạ, một cái nhóm rất hot trong những phiên vừa rồi thì cảng biển chúng ta có PVP rồi đúng không ạ, mặc dù nó đang có sự chững lại một chút nhưng mà vốn rất thấp nhỉ, thì PVP chúng ta tiếp tục cầm thôi đúng không ạ. Rồi PVT em cũng có chia sẻ cho anh chị mình mua ở trong livestream rồi, mua quanh vùng 30.3 30.4 thì bây giờ nó cũng đang rất ok thôi đúng không ạ. Thì nhóm này nếu như anh chị mà chưa có thì chị có thể quan tâm đến HAH, nó test đỉnh nha, test vùng 45, test vùng 45 15.5 nha, test đỉnh anh chị có thể mua được với HAH này đó, đánh một nhịp T cộng nha. Những cái cổ phiếu mà nó đang có dòng tiền mạnh như này thì chúng ta sẽ có thể là nếu như anh chị chưa có hàng thì anh chị vẫn có thể tìm những cái nhịp mà rung lắc để chị đánh một nhịp T cộng vào đó. Những cái dạng này là những cái dạng đang hút tiền ở trong một cái giai đoạn sideways của thị trường đúng không ạ, thì chúng ta sẽ tìm đến những cổ phiếu như này. Nếu như anh chị chưa có thì anh chị có thể tham khảo HAH ở vùng TK ở đây đó. HAH này, vốt trong này chúng ta có phiên ngày hôm qua vẫn tăng rất là mạnh, tuy nhiên vốt thì nó không có điểm mua nữa nha đó. Bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng HAH nó sẽ có nhịp mà tích lũy như này đấy, thì khi nó test về TK này chị hoàn toàn có thể tham gia giống con vốt đúng không ạ, nó đi sau một chút. GMD, GMD thì nhìn chung là anh chị mình mua ở cái zone này quanh vùng 84.5 cũng được, đánh một nhịp T cộng cũng được nha. Tuy nhiên thì em nghĩ là đoạn này thì tập trung đến HAH đi, tập trung đến HAH chỉnh về TK anh chị có thể tham gia nha, rất là đẹp đấy đó. HAH thì vẫn có một số anh chị khách hàng của em vẫn đang giữ, thì anh chị có hỏi mua à, hôm trước em bán có nhắn cho anh chị bán 1/2 ở vùng đỉnh cũ này đó, bán 1/2, còn phần A chúng ta sẽ gồng tiếp đúng không ạ, còn phần A chúng ta sẽ gồng tiếp nha đó. Ok thì rồi ok thì đấy là cái video ngày hôm nay. Em An muốn chia sẻ tới anh chị những cái cập nhật nhanh về thị trường cũng như là những cái tín hiệu ở trong các cái nhóm ngành anh chị nha. Thì trong mỗi cái nhóm ngành thì em đều chia sẻ cho anh chị những cái cổ phiếu có điểm mua để anh chị có thể tham khảo anh chị nha, để anh chị có thể tham khảo và giải ngân. Đấy đều là những cái điểm mua mà em cũng đã chọn lựa rất là kỹ và nó cũng rất là an toàn rồi anh chị nha, thì anh chị có thể nốt lại và tham gia khi mà nó có những tín hiệu để mà được hỗ trợ cụ thể hơn và chi tiết hơn, đặc biệt là vào room khách hàng thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với em An, kết nối với em An qua số điện thoại 0386 329 392 đó, và anh chị có thể là mở một tài khoản ở SSI hoặc ở bên GameStop và em An sẽ đồng hành cùng với anh chị với ID của em An, ID ở bên SSI là 2770 đúng không ạ, thì em An sẽ đồng hành và hỗ trợ anh chị trong quá trình đầu tư của mọi người đúng không ạ. Những cái chiến lược mua, những cái cách đi vốn ở giai đoạn này thì em sẽ chia sẻ với chị mình cụ thể ở trong những cái room khách hàng, hoặc là khi mà chúng ta nhắn tin, chúng ta trao đổi với nhau, nhắn tin hoặc gọi điện chúng ta trao đổi với nhau mọi người nha. Đó thì rất là hy vọng sẽ có những cơ hội để làm việc cùng với anh chị trong những thời gian sớm nhất. Chúng ta sẽ hướng tới một cái hệ thống giao dịch và một cái cách giao dịch nó sẽ luôn luôn đi theo một cái kỷ luật, một cái hệ thống của chúng ta đúng không ạ? Làm việc nó luôn luôn phải có sự chuẩn bị và kế hoạch và một cái sự chuyên nghiệp anh chị nha. Thì nếu như mà anh chị đầu tư chưa hiệu quả thì anh chị có thể là inbox với em An thật là sớm thì nhá, cái cơ hội trong giai đoạn này em thấy đang là rất là cao và anh chị mình nên tận dụng đó. Nếu như anh chị mình chưa có một cái phương pháp cụ thể, đó là một cái điều rất quan trọng, thì anh chị hãy kết nối với em mọi người nha. Rồi ok, thì một lần nữa anh chị chưa like chưa thả tim thì hãy giúp em An những cái lượt like và những cái trái tim ở dưới phần bình luận anh chị nha. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì cố gắng là giúp anh em một cái lượt đăng ký đó, và anh chị có cổ phiếu quan tâm thì có thể nhắn ở dưới phần bình luận thì em sẽ chia sẻ với anh chị những cái góc nhìn để anh chị có được những cái góc nhìn nó khách quan nhất và có được những cái quyết định nó phù hợp nhất anh chị nha. Rồi ok, thì em xin phép kết thúc cái chương trình cà phê trứng buổi sáng ngày hôm nay ở đây anh chị nha. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào buổi livestream cà phê trứng ngày mai. Đó, xin chào và hẹn gặp lại anh chị.